chiến. Rồi nhìn giùm em ạ. Nhớ nha, mình tập thói quen rồi mình không thích cái bệnh án á, mình đi ra những cái cò gọi là phi hợp á. Thôi ra không 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 nha. 20 tuổi rồi, 20 nhiêu tuần ạ? 39 tuần. 3 ngày. Đau bụng, không đau bụng ha. Đau nhằn bụng. Thì với tình huống này mình nghĩ đến cái gì? Có nghĩa là bệnh nhân chỉ vô thang này 39 tuần rồi, giờ đau bụng quá. Anh chị nghĩ đến cái gì? Bây giờ mình tiếp cận lâm sàng nhé. Giờ anh chị nghĩ đến bệnh lý gì? Chụp đi thi họ gì đó. Cảm ơn chính dạ. Đương nhiên một là chỉ dạ rồi đúng không? Còn gì nữa không ạ? À? Hay là chỉ nói là chỉ dạ đó. Thì coi vì sao ạ? Chỉ không có trường hợp đau bụng ở 3 tháng cuối thai kỳ hoặc là từng lần cuối của thai kỳ. Nói chung là 3 tháng cuối đó, anh chị nghĩ đến bệnh lý gì? Đừng nói là chỉ có chuyện dạ không là mệt lắm nha. Anh học sẻ rồi, chuẩn bị ra trường rồi giờ hỏi. Cứ vô thang đau bụng là nói chuyện dạ không chắc chết luôn. Mình phải nghĩ thì mình mới tìm nó nhanh. Mình chưa cho những thông tin khác nhưng mà mình phải nghĩ đó, đau bụng là cơ bản cái ba của chuyện đó chứ. Thì vô gặp bệnh nhân thì chắc chắn là gì dạ tăng rồi thì sao chắc chắn. Thì 100 ca khi cũng 90 ca đó, nhưng mà 10 ca còn lại. Tại vì mình chưa khai thác cái khác, nhưng mà mình nhớ đau bụng này có thể là do nha mong non chưa bàn tới bệnh 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 sử bệnh nhân, nhưng mà bệnh nhân đau bụng có thể là nhau non đó. Mình nghĩ để mình coi, ví dụ như ông đau bụng mình thấy sao sờ lên cũng cứng, ok mình coi chừng này ca này nhau mong non sẽ ghi nhanh ví dụ như vậy. À vỡ được ít nhất cũng ba cái rồi. Hỏi thêm, ví dụ hỏi thêm trong tình huống rồi chị sao đi khám mà đau bụng, bệnh nhân nói thêm rồi tôi mới bị té xe, té xe hôm trước gì đó, giờ vô gặp tôi là cô chừng gì dạ con non mà bệnh tôi bị chừng, hoặc là vô nhân đau bụng hồi bệnh nhân gì đột quỵ ác luôn thì có thể là gì một cái chuyện trường sốc cho này thì có thể là thôi y tế gì ạ đấy. Và mình sẽ hỏi đặc điểm cái đau bụng nó như thế nào. Nếu bệnh nhân khai là lâu lâu nó gò cơ lên thì nó là gì? Có thể chuyện dạ. Và chuyện dạ này có thể là thiệt hoặc giả nha. Nên mình sẽ có một nhóm thứ tư là chuyện dạ giả. Để cho mình nói là gì? Nhất vô gặp được 4 cái chuyện đó, những cái chuyện tính vô không chị dạ là chết luôn. Thứ nhất là nó chơi một mình cánh ngoại ba. Và đối với sáng mình thì mình thường gặp là bệnh cảnh gì? Nếu là bệnh trên ngoại pha. Ngoại pha là bệnh gì ạ? Cái mà mình sợ nhất là dùng thừa. Đúng không? Rồi. Sợ. Nhất cũng nhớ dùng có một số bệnh cảnh ngoại pha nó gây đau bụng. Ví dụ như bệnh nhân đau bụng trên 2-30 tuần đau bên phải không? Trước đó có thể là sốt giống như sốt nhẹ không, vô có khi là gì có dấu hiệu nhiễm trùng mà không nhiễm trùng, nhưng mà mình nhớ là đau nhiều bên phải nha, thì là hơn coi phải bị thừa. Tệ hơn nữa là bệnh cảnh phù thai, nhưng mà này ít tại vì liên quan đến u nang, có thể là u nang sẵn hoặc là u sơ khối hóa, sẽ tử cung. Đó, chứ không phải đơn thuần là mình vô mình nói là thôi mình đang bị dạ không đâu đây. Mà những cái bệnh này thì sẽ ít gặp. Cảm ơn tập trung nhiều bệnh này. Mình gọi là tiếp cận lâm sàng nó là như vậy. Mình phải hiểu ở bước đầu tiên khi anh chị có những cái thông tin cơ bản anh chị đi tìm nó mới nhanh. Chứ giờ vô cứ nói rồi chị đau bụng gì xanh đó thì chúng theo rồi xanh đi rồi xong. Đây hết.
lên, mình gọi là mình tiếp cận lâm sàng nha. Chứ mới ra trường còn đem sách theo không là chết luôn nha. Sách gì để cả nhà học thôi nha, chứ đi chị thấy đi khám bác sĩ phải đem sách đâu, có rồi nha. Là chuyển hóa là cái kiến thức.